Thưa sư, trong kinh văn Nikaya, việc đắc đạo có liên quan đến khả năng đắc thiền không? Ví như để chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn hay nhập lưu, tầng thánh đầu tiên trong bốn tầng thánh có cần thiết phải đắc thiền không? Xin thưa với quý vị, cái chuyện mà đắc thiền và đắc quả là hai việc khác nhau. Một vị đắc thiền không có nghĩa là vị ấy có thể đắc quả, và một vị đắc quả thì vị ấy không có nghĩa là có thể đắc thiền. Tuy nhiên cái sát na tâm định trong cái giai đoạn mà vị đó đắc đạo thì cái khả năng định tâm đó nó tương đương với sơ thiền. Nhưng mà sau đó vị đó sống trong cái tâm quả, thì khi đó đó cái tâm quả đó nó không có đạt đến cái mức của sơ thiền.